Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sáng chế của người nông dân ở tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh quảng bá giá trị di sản Tràng An. Nam Định tăng cường kiểm soát các nguồn rác thải ô nhiễm môi trường biển. Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện có 28 trang trại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có 21 trang trại chăn nuôi khép kín theo công nghệ tiên tiến. Các trang trại đều nằm trong vùng quy hoạch của các xã thị trấn với đối tượng nuôi chủ yếu là gà thịt, lợn thịt, ba ba và thỏ. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 6 tỷ đồng trên một trang trại trên một năm. Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch với mô hình doanh nghiệp, trang trại gia trại tại các vùng xã khu dân cư. Thời gian qua, huyện Vụ Bản đã chỉ đạo tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại gia trại tập trung, quy mô vừa và nhỏ, khuyến khích người dân liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Vụ Bản đã giảm từ 80% năm 2010 xuống còn dưới 10% năm 2018. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt từng bước được áp dụng trong chăn nuôi. Toàn huyện có 3 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt. Các công nghệ và kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến như công nghệ chuồng kín, quy trình chăn nuôi sinh học được áp dụng trong các trang trại gia trại đã góp phần giảm thiểu phát sinh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, nâng cao được hiệu quả chăn nuôi. Dịch tả lợn châu Phi khiến cho không ít hộ chăn nuôi ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thiệt hại nặng nề. Để khôi phục phát triển chăn nuôi, cùng với một số ít hộ còn lợn đang tập trung bảo vệ, nhiều hộ đã chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang gia cầm và thủy cầm. Chuyển sang chăn nuôi gia cầm là lựa chọn của nhiều hộ gia đình ở Tứ Kỳ trước đây có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Bởi mặc dù đã công bố hết dịch, nhưng đến nay vẫn chưa thể tái đàn do mầm bệnh vẫn có thể tồn tại trong môi trường. Thêm nữa, dịch bệnh này chưa có vaccine phòng và đặc trị nên các hộ không dám mạo hiểm tái đàn chăn nuôi lợn. Trước thực tế, tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn, các hộ chăn nuôi đã chủ động chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, thủy cầm hoặc chăn nuôi đại gia súc. Trong cái giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi có tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các trang trại, các cơ sở chăn nuôi và các hộ chăn nuôi trong cái giai đoạn hiện nay là do chưa có vaccine phòng bệnh dịch lợn châu Phi nên chúng tôi khuyến cáo là các hộ là không nên vội vàng tái đàn để mở rộng sản xuất. Trước mắt, huyện ủy, ủy ban dân huyện là chỉ đạo các địa phương khuyến cáo các hộ dân phát triển cái ngành chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, đại gia súc và phát triển nuôi trồng thủy sản tùy theo cái điều kiện tình hình thực tế của địa phương và đồng thời nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường. Theo thống kê trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, hiện còn khoảng 7.000 con lợn nái và lợn thịt, giảm hơn 55.000 con so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn huyện, đàn gia cầm thủy cầm tăng, hiện đạt mức khoảng gần 900.000 con. Việc chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm thủy cầm là cần thiết, nhưng để đạt được hiệu quả kinh tế, các hộ chăn nuôi cũng cần thận trọng, không nên đầu tư chăn nuôi ồ ạt khi chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, tránh để phát sinh dịch bệnh, đồng thời trước khi đầu tư chăn nuôi cũng cần phải tìm hiểu kỹ nhu cầu của thị trường. Sinh ra ở vùng quê thuần nông, lớn lên nhờ đồng ruộng, anh Phùng Văn Nam, thôn Hương Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh luôn thấu hiểu với những khó nhọc vất vả của bà con nông dân. Vốn đam mê cơ khí từ nhỏ và khao khát cống hiến sức lực trí tuệ cho quê hương, nên dù mới chỉ học hết lớp 6 cũng không qua trường lớp cơ khí kỹ thuật nào. Thế nhưng bằng bàn tay tài hoa, sự tìm tòi sáng tạo, anh đã không ngừng cải biên, chế tạo ra nhiều loại máy nông nghiệp đa năng khác nhau. Qua đó giảm thiểu sức lao động, tăng năng suất, thu nhập cho nông dân và đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Từ những chiếc đầu máy cũ của Nhật, dàn máy lên luống trồng cà rốt là sản phẩm đầu tiên anh chế tạo thành công. Sau 6 năm miệt mài nghiên cứu, hiện anh đã cải biên ra khoảng 10 dàn máy các loại với giá thành từ 20 đến 25 triệu đồng mỗi chiếc như dàn phay lên luống trồng hành, dàn vun khoai tây, đậu tương, dàn lên luống trồng rau, củ quả, đào rãnh trồng mía hay dàn lên hai luống trồng cà rốt. Nhờ tính ưu việt tiện lợi giá thành phù hợp, máy lại dễ dàng tháo lắp, thay thế và sửa chữa. Thời gian lên luống cho một sào đất trồng màu chỉ còn 20 đến 25 phút với chi phí tiết kiệm 120.000 đồng. Sản phẩm của anh được đông đảo bà con đón nhận ưa chuộng. Chỉ với 4 lao động, mỗi năm gia đình anh cung cấp cho thị trường từ 300 đến 500 chiếc máy, doanh thu lên đến hàng trăm triệu đồng.
cái tên Phùng Văn Nam của anh đã được nông dân tại 40 tỉnh thành trên cả nước biết đến. Mỗi sáng chế của anh đều bắt nguồn từ chính tình yêu với đồng ruộng, với nông dân và qua trải nghiệm thực tế của bản thân. Sức sáng tạo phong phú của anh Nam không chỉ dừng lại ở đó. Bên cạnh việc nghiên cứu, nâng cao tính ưu việt cho các sản phẩm, anh luôn tìm tòi sáng chế thêm những loại máy khác theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với đặc điểm của từng cây trồng khách hàng mong muốn. Tất cả là một là niềm đam mê. Cái thứ hai nữa là do nhu cầu bà con đưa ra ý tưởng là mình sẽ là cứ tất cả bà con nào mà cứ có ý tưởng là mình sẽ tạo thành hiện thực cho bà con. Không ngừng nỗ lực sáng chế để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho nông dân và vươn lên khẳng định mình, anh Phùng Văn Nam chính là tấm gương tiêu biểu minh chứng cho nghị lực, bản lĩnh, trí tuệ của những nông dân Kinh Bắc trong thời đại mới, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn thúc đẩy sản xuất phát triển, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Giá nguyên liệu đầu vào cao, thị trường hàng hóa ngày càng khắt khe, khó tính hơn, khiến cho nghề và làng nghề có chiều hướng ngày càng thu hẹp lại. Vậy giải pháp mà huyện Thái Thụy đưa ra là gì để duy trì và phát triển nghề và làng nghề theo hướng bền vững? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu phóng sự sau đây. Trước mắt, huyện sẽ tập trung ưu tiên cho 7 làng nghề còn lại. Trong đó có những làng nghề đã xây dựng được thương hiệu như làng rèn thôn An Tiêm, xã Thụy Dân, mây tre đan móc sợi, xã Thái Xuyên, chế biến hải sản, xã Thụy Hải. Định hướng trong thời gian tới, thì huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện Thái Thụy sẽ tập trung cao cho cái việc là rà soát lại các tiêu chí của làng nghề và khuyến khích các cái làng nghề phát triển dựa trên các cái lợi thế và gắn cả các phát triển làng nghề với du lịch. Nhưng đặc biệt hết sức lưu ý là phát triển các cái làng nghề nhưng mà phải bảo vệ môi trường. Về lâu dài, huyện Thái Thụy sẽ tranh thủ lợi thế là nằm trong khu kinh tế Thái Bình để thu hút lao động cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến nghề và làng nghề. Từ đó mở ra cơ hội phát triển cho các làng nghề, đồng thời hướng dẫn các làng nghề đăng ký thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, xây dựng các trang web giới thiệu sản phẩm và kết nối đưa sản phẩm từ các làng nghề vào hội chợ trong nước cũng như quốc tế. Thực hiện luật việc làm, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã tích cực làm tốt công tác giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận gần 7.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đã thẩm định và phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chính sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 6.020 người với số tiền gần 60 tỷ đồng. Ngoài việc tiếp nhận thủ tục và chi trả bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định, Trung tâm còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ học nghề, thu thập thông tin thị trường lao động, đồng thời khai thác vị trí việc làm trống, kịp thời hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp sớm có việc làm mới. Có thể khẳng định vai trò của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã góp phần tích cực cùng với ngành bảo hiểm xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia và triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong đó phải kể đến, kênh hỗ trợ đắc lực nhất chính là đại lý thu bưu điện thành phố Nam Định. Chương trình phối hợp này giữa Bưu điện và Bảo hiểm xã hội đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Nam Định, công tác viên bảo hiểm xã hội chính là đội ngũ tuyên truyền viên, là cánh tay nối dài để các chủ trương chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, để người dân được tiếp cận một cách đầy đủ chính xác nhất những thông tin liên quan, từ đó tích cực tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện. Các điểm giao dịch và đại lý thu qua hệ thống bưu điện đặt mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng khi tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công. Thời gian tới, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh sẽ tích cực hơn trong việc tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện, kiện toàn và nâng cao chất lượng, số lượng đại lý, nhân viên các đại lý thu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, khai thác vận động nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa có công văn hướng dẫn về việc thực hiện quản lý thu chi học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019-2020. Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non là 130.000 đồng một tháng đối với khu vực thành thị và 90.000 đồng một tháng đối với khu vực nông thôn. Cơ sở giáo dục trung học cơ sở là 100.000 đồng một tháng đối với khu vực thành thị và 70.000 đồng một tháng đối với khu vực nông thôn. Cơ sở giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông là 130.000 đồng một tháng đối với khu vực thành thị và 90.000 đồng một tháng đối với khu vực nông thôn. Học phí đào tạo trình độ trung cấp tùy theo nhóm ngành, mức đóng từ 320.000 đồng đến 420.000 đồng một tháng. Học phí đào tạo trình độ cao đẳng từ 370.000 đồng đến 470.000 đồng một tháng. Các khoản thu khác của học phí, tổ chức thu, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật. Với mong muốn các em học sinh được học tập trong môi trường ánh sáng đạt chuẩn, góp phần giảm thiểu tình trạng cận thị học đường, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã triển khai chương trình làm cho ánh sáng trường học đạt chuẩn tại nhiều trường học. Chương trình làm cho ánh sáng trường học đạt chuẩn được huyện Phù Cừ thực hiện từ đầu năm 2019 tại 15 trường học. Cụ thể là đầu tư cải tạo sửa chữa phòng học đảm bảo các tiêu chí như thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông, lắp đặt hệ thống cửa kính để lấy ánh sáng tự nhiên, thay thế đèn chiếu sáng chất lượng thấp bằng hệ thống bóng đèn đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về ánh sáng theo quy định của nhà nước. Lắp đặt hệ thống quạt mát, tổng kinh phí cho chương trình này là gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh ngồi học đúng tư thế. Hiện nay, huyện Phù Cừ đang tiếp tục rà soát để lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp chất lượng ánh sáng các phòng học trong năm 2020. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á vào năm 2014, trong đó có nhiều tiêu chí nổi bật toàn cầu, gồm truyền thống cư trú và sử dụng đất của loài người, đại diện cho sự tương tác của con người với môi trường, chứa đựng những hiện tượng siêu nhiên hoặc các khu vực có vẻ đẹp tự nhiên và có giá trị thẩm mỹ đặc biệt. Việc tiếp tục nghiên cứu về các giá trị lịch sử văn hóa và quảng bá di sản đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Di sản Tràng An là một khu vực hòa lẫn giữa thiên nhiên và văn hóa, có diện tích 6.226 ha, vùng đệm có diện tích trên 6.000 ha, chiếm gần như toàn bộ khối đá vôi Tràng An với tuổi địa chất hơn 250 triệu năm. Tràng An là một vùng thiên nhiên kỳ bí, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động của con người. Cảnh quan địa chất núi đá dạng tháp Castor là một trong những khu vực đẹp và ngoạn mục bậc nhất trên thế giới với muôn hình vạn trạng. Người Việt đã xây dựng tại đây kinh đô Hoa Lư để phục hưng văn hóa thời tự chủ, độc lập. Sự phát triển bản sắc văn hóa được lưu truyền nối tiếp nhau qua các thế hệ hiện hữu trong nét đẹp của những truyền thống tín ngưỡng cộng đồng được lưu giữ và phát triển đến ngày nay. Tôi rất ấn tượng với phong cảnh của Ninh Bình, với dãy núi đá vôi trùng điệp đẹp như này, và nhất là có dòng sông chảy qua. Tôi có một cái nhà hàng, hàng năm thì chúng tôi hay tổ chức những sự kiện giới thiệu về những vùng tôi mới đến. Tôi trở về tôi sẽ giới thiệu tại nhà hàng tôi một bộ phim Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục là tham mưu cho tỉnh xây dựng những cái sản phẩm mới để phục vụ cho cái phát triển du lịch, như là xây dựng các cái sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh, tham gia một số cái hội chợ ở nước ngoài như ở Đức, ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Mục đích cuối cùng là muốn là kéo được các cái khách ở các cái thị trường như thị trường Đông Bắc Á, thị trường châu Âu, thị trường Đông Bắc Mỹ đến về Ninh Bình. Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản thế giới, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng về tinh thần, vật chất của vùng đất và con người Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung, và ngày càng khẳng định được vị trí du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, đảm bảo hài hòa với sự phát triển kinh tế, trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường biển. Các ngành chức năng và các địa phương có biển tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của luật bảo vệ môi trường. Để cải thiện cảnh quan môi trường, huyện Ý Yên đã chỉ đạo xã Yên Tiến quy hoạch
khu vực ngâm tre nứa tập trung và cấm các hộ làm nghề ngâm tre nứa bừa bãi không theo quy hoạch, sử dụng vôi bột lọc và khử trùng nước sông, tạo kháng chất khống chế việc ngâm tre nứa bừa bãi ngoài khu được quy hoạch, giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ý Yên và các xã thị trấn chịu trách nhiệm thu dọn rác thải dưới lòng kênh và duy trì hoạt động bơm rửa dọn rác bờ kênh 2 lần một tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ý Yên cũng tổ chức cho cán bộ hội viên tham quan học tập mô hình đường hoa của các huyện Hải Hậu, Trực Ninh và nghiên cứu lựa chọn giống hoa chiều tím dễ trồng, sinh trưởng tốt để tiến hành trồng tại địa phương và duy trì chăm sóc 180 tuyến đường hoa. Các xã thị trấn thành lập tổ thu gom rác thải tại 416 trên 416 thôn đảm bảo thu dọn dứt điểm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn. So với xuất phát điểm ban đầu, hiện nay công tác bảo vệ môi trường của huyện Ý Yên đã có chuyển biến vượt bậc, cảnh quan môi trường đang từng bước được cải tạo theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội Nông dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phát động Hội Nông dân các xã thị trấn ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật làm sạch môi trường. Tại cánh đồng thôn Nham Canh, xã Thanh Nghị và thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân, cán bộ hội viên nông dân đã đồng loạt ra quân làm điểm thu gom các loại rác thải, đặc biệt là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tập kết vào các bồn chứa trên cánh đồng để đưa đi xử lý theo quy định. Đây là hoạt động được Hội Nông dân huyện xây dựng và triển khai từ tháng 9 năm 2019, tạo thành phong trào định kỳ thu gom sau mỗi mùa vụ. Sau khi triển khai điểm, 100% hội cơ sở sẽ tổ chức đồng loạt. Cán bộ hội viên nông dân làm nòng cốt, vừa trực tiếp thu gom vừa tuyên truyền vận động nhân dân địa phương không vứt rác thải bừa bãi, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom theo quy định, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hiện nay các loại đèn tích điện đang là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm lựa chọn. Tuy nhiên trên thị trường có nhiều sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đây là cháu Nguyễn Phương Anh, 8 tuổi, ở huyện Đông Hưng. Theo các bác sĩ điều trị, Phương Anh bị bỏng da mặt mức độ 1-2 và bỏng giác mạc. Nguyên nhân là do đèn tích điện phát nổ khi cháu đang ngồi chơi gần đó. Cái đèn này nó là cái đèn mỏ để người ta đội đầu, người ta hay đi cấy, đi soi buổi đêm. Đã cắm sạc là từ sáng hay là từ đêm hôm trước gì đấy, nhưng mà đến lúc đấy là có một em bé kia là em đã nghịch, là cái bác đấy bác đã rút sạc rồi, nhưng bác để cạnh bàn đấy, là lúc cháu ngồi đấy là cháu vẽ xong là một lúc sau là tự nhiên cái đèn đấy nó phát nổ ra. Có những trường hợp còn phải nó nổ cả mắt ra, nó vỡ, nó ảnh hưởng, nó vỡ cả mắt ra. Đấy là những trường hợp rất là nặng. Còn đây trường hợp cháu bé này là nó may mắn hơn, là nó cái đèn sạc nó nổ, nó ở ngồi phía bên cạnh chứ không phải là ngồi chính diện, cho nên là toàn bộ cái phía bên trái của cháu là bị bỏng, kết hợp với cái mắt của cháu là cũng tổn thương nhưng nó ở mức độ nó nhẹ hơn. Không thể phủ nhận những hữu ích mà đèn tích điện đem lại như thời gian dùng lâu, giá thành rẻ. Tuy nhiên các loại đèn này nếu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì nguy cơ cháy nổ rất cao. Đặc biệt, loại đèn tích điện này thường sử dụng pin niken vỏ kẽm. Nếu người sử dụng pin gắn ngược cực pin vào thiết bị hoặc thiết bị sạc pin cho ra dòng điện quá lớn hoặc nguồn điện không ổn định khi sạc pin, điểm tiếp xúc giữa pin và thiết bị hoặc giữa thiết bị sạc với nguồn điện không tốt, sử dụng thiết bị quá lâu dẫn tới nhiệt độ của pin tăng cao đều có thể gây nổ. Người dùng thì cũng thường là rất chủ quan, có thể là để sạc ở những cái vị trí nó ở đầu giường chẳng hạn, hoặc là đấy vô tình nó nổ thôi. Đấy cho nên là cũng khuyên người dân là cũng không nên để gọi là sạc ở gần cái vị trí mình ngồi hoặc mình nằm ngủ đêm, hoặc là thứ hai nữa là cũng không nên dùng những cái sản phẩm nó không có rõ nguồn gốc xuất xứ, và thứ ba nó cũng không để sạc kéo dài suốt thời gian nó quá dài, để qua đêm chẳng hạn nó nóng thì nó có thể nó xảy ra những cái hậu quả nó đáng tiếc. Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Bình, sinh năm 1966, trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, về việc ông bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Future mang biển kiểm soát 89B1-21788 trị giá khoảng 20 triệu đồng khi ông dựng trên bờ trong khi làm đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã phối hợp với Công an các địa phương tiến hành rà soát, xác minh và truy tìm đối tượng. Sau khoảng 10 giờ kể từ khi nhận được tin báo đã xác định được đối tượng trộm cắp xe máy của ông Binh là Lưu Quang Sơn, sinh năm 1984, trú tại thôn Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Sơn khai đã sử dụng vam để phá khóa điện và trộm cắp chiếc xe mô tô trên.
ngày 13 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện Công an huyện Kim Động đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.